xíu. Cô nói cái lịch của mình đã. Thì cô nhận được thông báo, nói chung là các bạn chắc cũng có tuần rồi có nói ha, thì là mình sẽ thi cuối kỳ vào khoảng ngày 19 tháng 5. 19 tháng 5 thì nó rơi vào tuần thứ 20 theo lịch của phòng đào tạo. Bây giờ chúng mình đang ở phần tuần thứ 15. Như vậy thì mình sẽ học tới tuần 18, sau đó các bạn có một tuần ha, là tuần 19, nghỉ tuần 19 và tuần 20 mình sẽ thi. Cái bài quiz 2 của mình sẽ dự kiến diễn ra vào tuần thứ 17. Rồi. Như vậy là tuần thứ 16 cô sẽ nhắc lại lần nữa ha, cái bài quiz 2 mình sẽ làm vào tuần thứ 17 ha. Coi như các bạn chuẩn bị ôn tập này nọ là vừa tuần 18 ngày 19 mình thi luôn. Rồi. Là tuần 20 mình thi. Còn về lịch thực hành á thì mình thấy là mình kéo dài tới tuần 23 lận ha. Thì nói chung là các bạn nội dung thực hành của mình sẽ kết thúc trước rồi. Tuần 23 mà chủ yếu mình dành để mà mình báo cáo cái bài tập lớn số 2. Cho nên là mình cứ cố gắng kết thúc các buổi thực hành trước tuần 20 ha. Trong đó cái lớp và lớp thứ ba đó, lớp L01 á, có cái tuần 18 mình rơi trúng vào lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì phòng đào tạo tự động xếp nghỉ ha. Để cho cô sẽ tranh thủ xếp bù cho các bạn trước đó ha. Có thể là mình học sẽ không, mình học tuần 17 nè. 17, 18, 17, 19 gì đó nha. Rồi còn về thực hành thì các buổi thực hành của mình sẽ chỉ diễn ra 4 tiết thôi, không thay vì 5 tiết nha. Cho nên là các bạn sẽ nhận được cái thông báo là mỗi tuần là sẽ nghỉ một tiết nha, nghỉ một tiết và giữ nguyên buổi nha. Tuần rồi là báo cáo thì cô cũng không ngờ là phòng đào tạo gửi cái thông báo mà nó chỉ ghi một tiết chung chung, không ghi tiết nào, cho nên một số bạn hơi nhập nhằng gửi mail hỏi cô ha. Nói chung là mình sẽ nghỉ tiết cuối của mỗi buổi thực hành, sau đó mình sẽ dồn vào một buổi thực hành khác trọn 4 tiết luôn. Nếu mình thực hành một lần 5 tiếng thì là nó cái bài mình cũng mất kịp ha. Cho nên là lớp thứ tư sẽ có thêm một buổi thực hành vào tuần 19 ha. Hoặc 17 cũng được, có tình hình học sinh lịch nào 17 hoặc 19 ha, trước một tuần, thêm một tuần nữa, mình chỉ 4 tiết thôi. Tức là các buổi còn lại của mình xin mỗi tuổi bớt tiết cuối ha, thành ra là 4 tiết dư, mình sẽ thành một buổi mới 4 tiết. Rồi tại vì rồi. Còn riêng lớp thứ ba thì mình sẽ tập chắc tuần 17, 19 là tuần 18 mình giữ lễ rồi, chắc tuần 17 tuần 19 mình cố gắng trước cái buổi thực hành mà liên quan tới cái phần lý thuyết của mình, nó sẽ kết thúc trước cái tuần 20. Tức là kết thúc tuần 19 học xong hết ha. Còn sau đó các bạn có thời gian tới tuần 23 luôn là cho các bạn để chuẩn bị báo cáo tập lớn số 2. Rồi cái đó là cái kế hoạch nha. Như vậy mỗi tuần các bạn sẽ nhận thông báo là nghỉ tiết cuối ha, sắp xếp lại cái lịch thực hành đó, cho nên là không phải nghỉ nha, nghỉ chỉ nghỉ một tiết cuối thôi, tức là mình bỏ tiết cuối của mỗi buổi thực hành từ đây tiết cuối nào của học kỳ, mình sẽ dồn vào một buổi mới 4 tiết nha. Rồi cái đó là cái kế hoạch của mình. Bây giờ mình qua cái phần nội dung bài. Như vậy năm nay đặc biệt là cái bài tập lớn số 2 mình sẽ kết thúc sau cái học kỳ ha. Thì cái môn này, cái cuối kỳ môn này. Nếu bạn nào thích vô báo cáo sớm hơn thì cô sẽ dời tuần 23 lên thôi. Cái tuần 23 này thì do phòng đào tạo xếp thì mình có thể linh động dời lên trước sau cũng được. Trước chứ không về sau được ha, về trước. Thì cô đếm tuần 6, tuần 23 là khoảng tháng mấy luôn. 10, 20 là tuần 4, 22, 23. Tuần 23 là xem tới khoảng ngày 7, ngày 8 tháng 6 đó. Các bạn có cần về sớm lên tấm xíu không? Còn 22 thì không dự kiến gì, ba tính về quê vậy không? Tại vì không biết lịch thi các môn khác làm sao ha, có kéo dài cho tới qua tháng 6 luôn không? Nhiều khi các bạn đọc cần kết thúc sớm thì rồi 20 thi. Tạm thời cô vẫn giữ cái lịch của phòng đào tạo ha. Từ đây tới cuối học kỳ mà các bạn nào để hỏi là các bạn thực hành của mình sao, thì có thể là về sớm lên 1-2 tuần nếu các bạn muốn kết thúc kỳ sớm. Tại vì thực ra bài tập lớn số 1, số 2, các lớp nhóm nào cũng vậy thôi, các bạn chỉ dành 1-2 tuần để làm cho nó thôi. Cho nên là dù tuần 23 nộp thì 21 mới làm. Không?
không, còn tuần 21 là nộp, tuần 19 các bạn mới làm, đa số là vậy không, cho nên là sớm hay muộn gì các bạn do các bạn sắp xếp thôi. Rồi tiếp tục, tuần trước là mình học về SQL ha, thì tuần sau thực hành là mình sẽ thực hành cái đại số quan hệ, tức là làm cái bài tập khoảng 2 tiếng, sau đó mình sẽ tiếp tục thực hành về SQL. Thì cô cũng nói trước luôn là cái những trên lớp cái buổi thực hành, cái sửa bài á, thì mình sẽ dùng DBMS là SQL Server nhé, thì các bạn chuẩn bị sẵn ha. Thì có một số bạn hỏi Mai SQL nhân lực sửa bài tập này là chọn một cái ngôn ngữ để mà mình sửa thôi, còn về bài tập lớn số 2 thì các bạn chọn nền tảng nào cũng được nha, SQL Server hay SQL hay là cái gì khác cũng được ha, miễn là nó hỗ trợ đầy đủ cái chức năng cho mình tạo database rồi tìm được các một số chức năng ha. Nhưng mà thực hành trên lớp thì cô chỉ sửa trên mình cho mình các cái bài tập SQL Server thôi. Rồi. À, cái đề bài tập lớp số 2 cô nó up cô quên à, để cô gắng lát cô nhớ qua. Mình tuần rồi là mình tới cô select. Chút xíu cái hàm insert unique đúng không, rồi đây. Thì tuần rồi là mình dừng ở cái phần giới thiệu cách mà so sánh một cái giá trị với một cái tập hợp, cái giá trị mà mình liệt kê ra chứ phải tập hợp và kết quả từ cái quan hệ ha. Ở nhớ là sơ sơ phần trường dừng là chỗ dừng ở tuần trước ha, tức là khi mình so sánh, muốn so sánh một cái giá trị với cái tập hợp ra trước thì mình có thể dùng cái phép so sánh là in ha, ví dụ như là select lấy mã số của các nhân viên làm việc cho các phòng ban số 1, 2 và 3. Rồi. Thì mình có thể dùng so sánh BNO in mở ngoặc ra 1, 2, 13. Như vậy nó sẽ tương đương với là mình sẽ làm là BNO bằng 1, O, BNO bằng 2, O, BNO bằng 3 ha. Tức là BNO chỉ cần một trong các cái giá trị đây thì nó sẽ là cả về kết quả là true. Nhớ nha, phép so sánh in là so sánh một cái giá trị với một cái tập hợp hoặc cái quan hệ, chỉ cần một cái giá trị bên này nó bằng một trong các cái giá trị của cái tập bên phải của in thì nó sẽ ra về kết quả là true. Rồi trong đại số quan hệ mình có outer join, thì bên SQL mình cũng có outer join ha, các phép join khác. Rồi mình có thể mô tả các cái phép join này trong cái mệnh đề from, tức là mình khai báo hai cái quan hệ join với nhau trong cái mệnh đề from. Rồi thì trong SQL cũng hỗ trợ cho mình đầy đủ các cái phép join như là trong đại số quan hệ. FQ join là phép so sánh join bằng ha, cái này là mặc định này ha, tức là phép join bình thường đó. Rồi natural join là cái phép join mà yêu cầu hai cái quan hệ, cái thuộc tính trong cái quan hệ mà mình mong muốn thì kết đó, thì nó có thể có tên giống nhau. Các bạn nhớ cái này từ rồi join ha, tức là sẽ hai quan hệ mà thực hiện này từ rồi join với nhau thì nó sẽ tự động so sánh hai cái thuộc tính có tên giống nhau của các quan hệ. Rồi có left outer join, right outer join và full outer join. Này khi mình kết hai cái bảng thì cái cách kết hai cái bảng thực hiện phép join mình có hai cách ha. Cái đầu cái này là hai cái này. Cách đầu tiên là mình học cái phần trước rồi, tức là mình liệt kê vào bảng in select sao from employee phải department đúng không? Sau đó mình mô tả cái điều kiện join nó trong cái mệnh đề where. Còn cách này nếu mình dùng cái phép kết join nó trong cái mệnh đề from thì mình mô tả cái điều kiện join trực tiếp trong form luôn ha, from luôn. Rồi. Và lại còn truy vấn là lấy tên và địa chỉ của các nhân viên làm việc cho phòng ban research. Thì mình lấy tên và địa chỉ, nó liệt kê tên và địa chỉ ra. Sau đó cho mình đề from ha, mình thực hiện phép join là employee join với lại department on ha. Cái điều kiện của mình là DNO của employee bằng với D number của department. Rồi. Trong mình đề where mình chỉ còn một cái điều kiện đó là D name bằng research mà thôi. Đây cái câu quy một mình học lúc đầu hay trong cái phần trước á, tức là mình cũng cái câu truy vấn như thế này mà mình viết
theo kiểu không dùng phép cho ở đây á, à, và câu Q1 ở dưới nè, tức là employee phải department ha, where DN bằng research, đây là điều kiện chọn, và and D number bằng DNO, đây là điều kiện cho, điều kiện kết hai cái bạn này lại với nhau ha, tức là mình tích đề kẹt rồi so sánh bằng cái này, tức là điều kiện kết đó, phép join đó. Rồi thì như vậy trong mệnh đề from mình có thể cho nhiều cái bảng, tức là các bạn đóng ngoặc mở ngoặc xong ra các bạn kết quả rồi các bạn cho cái bảng tiếp theo vẫn được nha, tức là mình phải thực hiện cho nhiều cái bảng trong mệnh đề from. Và khi mô tả cái điều kiện cho nó mệnh đề from thì mình không cần mô tả nó ở dưới cái mệnh đề where nữa. Như vậy kết quả của hai câu tư vấn Q1 và Q1A này là tương đương nhau. Rồi, cái hai cái dạng join đặc biệt đó là natural join ha. Trong natural join thì mình sẽ khi mình join hai cái quan hệ R và S thì mình sẽ không cần mô tả cái điều kiện join nữa. Ha. Thì nó sẽ tự động lấy các cặp thuộc tính có tên giống nhau mà thực hiện phép so sánh bằng. Và cái ghi chú là cái API join này là mặc định ha. Nó sẽ thực hiện EquiJoin đó cho các cái cặp thuộc tính có tên giống nhau đó. Rồi tiếp tục đây. Inner join, các cặp join của mình chung gọi là inner join, còn cái để phân biệt với cái outer join thôi. Ví dụ như left outer join, mình nhớ là left outer join tức là các cái hàng của cái quan hệ nằm bên tay trái á, sẽ được giữ lại hết. Những cái hàng nào mà không thỏa cái điều kiện join của mình để mà có quan hệ bên tay trái á, thì cái phần các thuộc tính bên tay phải của cái mệnh đề bên tay phải, cái quan hệ bên tay phải sẽ được để bằng giá trị null. Rồi tương tự với right outer join và full outer join ha, cái này mình đã có đề cập đến cho mình lại số quan hệ này. Thì mình có cái ví dụ đi, ví dụ như mình lấy với mỗi nhân viên mình liệt kê tên của nhân viên và tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó. À, người giám sát trực tiếp là mình nhớ là có nhân viên này giám sát nhân viên kia đó, các mình nhớ là em sẽ đẹp mình. Thì giờ mình lấy tên nhân viên và lấy cái người giám sát trực tiếp của nhân viên đó, lấy tên ra. Rồi câu truy vấn này câu số 3 ha, tức là mình cũng làm rồi 3A. Thì mình dùng cách đầu tiên ha, tức là mình dùng quan hệ employee này hai lần, một lần với vai trò là E, một lần với vai trò là S. E có nghĩa là nhân viên, cái người bị giám sát. S là cũng là nhân viên thôi, nhưng với vai trò là người giám sát nhân viên khác. Thì điều kiện so sánh của mình, điều kiện join của mình đó chính là cái mã số người giám sát của nhân viên bằng với cái mã số của người giám sát bên bảng S ha. Rồi nếu mà mình viết bằng left outer join, tức là lấy employee E left outer join với lại S on, cái điều kiện là cũng giống như hai E.SSN bằng S.SSN. Bây giờ mình so sánh kết quả của hai câu truy vấn 3A với 3C này có giống nhau không? Một cái là cái em tương tự bên trong, cái là thực hiện tích đề kẹt, sau đó so sánh bằng như này, cái này cái join thôi ha. Một cái là left outer join. Thì nhắc lại left outer join tức là cái quan hệ của cái mệnh đề bên tay trái tức là đứng trước cho cái so sánh đó, cái test đó, tức là nó cụ thể đây chính là cái quan hệ y nè, employee e nè, nhân viên, thế được giữ lại hết, tức là những nhân viên nào mà không có người giám sát, nhân viên này giám sát nhân viên kia, và những nhân viên nào mà không có người giám sát thì sẽ không phải cái điều kiện này, nhưng mà nó vẫn được giữ lại trong kết quả trả về. Như vậy bảng ở trên đó, nó chỉ hiện ra là tên nhân viên và tên người giám sát, kết quả trả về là có tên nhân viên và tên người giám sát từng cặp như vậy ha, và chỉ những nhân viên nào có người giám sát thì mới nằm trong kết quả trả về của câu 3A. Dùng nha. Rồi còn trong câu 3C, do thực hiện left outer join, như vậy là những cái nhân viên nào không có người giám sát, nó tự do nó làm mình ở đây không ai giám sát hết ha,
thì những nhân viên không có người giám sát, tức là cái điều kiện là e chấm super sn bằng sn này nó không hoạt, nó tức là không tìm được cái hàng nào bên cái e super sn hoạt hết. Như vậy thì nhân viên đó là sẽ là vẫn nằm trong kết quả trả về, nhưng cái vế chỗ mà tên của người giám sát á, nó sẽ thay bằng giá trị null. Như vậy số hàng trả về cho câu 3C sẽ lớn hơn hoặc bằng so với số hàng trả về trong câu 3A, tại vì nó sẽ bao gồm thêm những nhân viên mà không có người giám sát. Rồi tiếp tục một số minh họa khác cho phép con ha. Dường như cũng vẫn là lấy tên và địa chỉ của các nhân viên làm việc cho phòng ban research. Rồi câu Q1 mình quen thuộc rồi. Mình có thể viết thành hai cách như thế này ha. Cách đầu tiên là Q1A ha, tức là mình tìm thay vì để cái phép John như này, cái điều kiện John ở dưới quê thì đem lên John nè. Employee John với department, cái điều kiện là D number của department bằng cái DNO của employee. Rồi, D name làm research, câu này nãy mình nói rồi. Hoặc mình viết cách khác, mình dùng natural join. Cái natural join thì nó yêu cầu là tên phải giống nhau. Tên có cái điều kiện join của mình là D number, một bên là name number, một bên là DNO, thì mình không thực hiện natural join được. Do vậy chỗ này nó cái bước là đổi tên ha, nó phức tạp chút xíu, làm rườm rà thêm nữa. Tức là cái bảng department của mình dùng từ khóa đổi tên thành cái tên dev ha, D name. Rồi cái D number mình thay bằng DNO. Manager SN viết tắt là MSSN. Rồi manager start desk ngày bắt đầu quản lý á, viết tắt là MSD ha. Rồi. Như vậy thì hai cái bảng này có cái employee cũng có DNO. Cái bảng dev mới này cũng có DNO. Như vậy là natural join thì cái điều kiện join của mình chính là DNO của employee bằng cái DNO của bảng dev này. Cũng tương tự ha. Và điều kiện chọn là DNM bằng research. Nhắc lại nha, cái phép đổi tên này là mình chỉ đổi tên cái bảng department khi mình sử dụng trong cái câu tư vấn này thành cái dev name gì ha. Chứ thực tế cái bảng department bên dưới của mình, bên thực tế trong cái lưu trữ bên dưới mình vẫn là department ha. Các thuộc tính nó vẫn như cũ như khi mình khai báo thôi. Còn phép đổi tên này chỉ là đổi tên để mình sử dụng trong câu tư vấn. Nhưng mà mình đổi tên luôn nha. Rồi, một cái ví dụ khác của phép John ha. Rồi, với mỗi cái dự án đặt tại Stafford, liệt kê danh sách mã số dự án nè, cái phòng ban quản lý cái dự án đó và cái người quản lý của cái phòng ban, họ tên, địa chỉ, ngày sinh. Như vậy thì trong câu truy vấn này mình sẽ liên quan tới ba bảng là bảng project, bảng department và bảng employee. Câu truy vấn cũ của mình là mình liệt kê ba cái bảng ra, ở dưới mình liệt kê ba cái điều kiện ha, chỗ cái mệnh đề where. Còn ở đây thì mình nếu thực hiện phép join trực tiếp ở trên mệnh đề from luôn này ha. Đầu tiên là project join với department, tức là lấy thông tin cái phòng ban mà quản lý cái dự án. Điều kiện cho là D number bằng D number là của project và D number là của department ha. Rồi. Sau khi cho hai bảng project với department xong, mình lấy kết quả là mình lại tiếp tục mình cho với bảng employee. Thì cái điều kiện cho của mình là cái này manager SN đó nha. Rồi. Bằng với lại SN employee ha. Điều kiện chọn của mình là P location bằng Stafford nha. Rồi như vậy cái này là minh họa cho mình thấy là mình có thể thực hiện kết nhiều cái phép join trên cái mệnh đề from cũng được luôn. Rồi một số cái hàm tính toán kết hợp. Tổ hợp kết hợp lại ha. Thì là có cái hàm quen thuộc như là count, sum, min, max, average, tính trung bình. Rồi ví dụ như lấy giá trị tối đa, giá trị tối thiểu và lương trung bình của tất cả các nhân viên.
là gì vậy ha? Select max salary ha, min salary và average salary trong cái bảng employee. Thì các bạn trả về, kết quả trả về của mình là sẽ có một cái bảng quan hệ kết quả ha, gồm 3 cột. Cột tên là max salary, cột tên là min salary và cột tên là average salary ha. Có 3 cái giá trị. Có một cột và một, tức là 3 cột và một hàng kết quả thôi. Rồi. Thôi qua đây tiếp tục. Hoặc là lấy tổng số nhân viên trong công ty ha, tức là tổng số nhân viên thì mình sẽ bằng cách là mình đếm số hàng trong cái bảng employee thôi. Tức là select count sao là mình đếm số hàng trong cái bảng employee. Rồi. Câu 21 là lấy mã số lấy số số lượng ha. Lấy số nhân viên trong phòng ban department. Ở trên là lấy số nhân viên của toàn công ty, còn bây giờ câu 21 là lấy số nhân viên của cái phòng ban department thôi. Rồi. Thì cách làm là sao? Mình lấy cho tôi các nhân viên làm việc cho phòng ban research ha. Employee department, điều kiện DNO bằng DNP là điều kiện chọn hai cái bảng này nè. Và cái điều kiện chọn mình là lấy những cái hàng có cái DNA bằng research. Sau đó kết quả trả về của mình là mình thực hiện đếm các cái hàng đó, tức là mình trả về số nhân viên làm việc cho phòng ban research. Rồi. Ở đây có cái ghi chú là các cái giá trị null sẽ bị loại bỏ khi mình thực hiện các cái hàm tính toán kết hợp này cho một cái cột, khi mình áp dụng trong cái cột cụ thể. Thì ở đây ví dụ như khi mình thực hiện tính giá trị lương trung bình đi, ví dụ là tính lương trung bình của các nhân viên, thì trong đó có, trong cái bảng mình có một vài cái hàng là nhân viên chưa có lương, ví dụ như vậy, hay chưa có thông tin về lương, tức là lương của họ bằng null. Thì như vậy là khi tính toán giá trị trung bình là các cái hàng, các cái giá trị mà null sẽ bị loại bỏ, không được tính toán, chứ không phải là mình thay giá trị null nó bằng không nha. Thì lưu ý thì các bạn cũng phải cho biết ha. Rồi. Như vậy là null sẽ không được tham gia vào việc tính toán, chứ không phải là được thay thế, tự động thay thế bằng giá trị rỗng hay là giá trị không nha. Gom nhóm. Rồi, cũng tương tự như là trong đại số quan hệ thì SQL cũng hỗ trợ cho mình cái hàm để thực hiện gom nhóm, tính toán từ nhóm 1. Thì để gom nhóm mình sẽ sử dụng cái mệnh đề group by. Đây, nhớ nhà câu qua cái đây nè. Select from where and from where have mình qua tới group by nè. Tức để gom nhóm lại thì mình sẽ group by, và group by thì sẽ đi kèm với having. Having là của group by nha, tức là having là điều kiện của cái nhóm. Cái này các bạn hay biết lộn lắm nè. Cái nào điều kiện mình để so sánh với nhóm thì mình để trong having, còn điều kiện của các cái hàng thì để trong where nha. Rồi. Thì trong một nhóm trong mỗi nhóm con á thì mình sẽ thực hiện cái việc tính toán các cái hàm count sum min max cho từng cái nhóm con đó. Các cái lưu ý là nếu mà cái thuộc tính mà phân nhóm mà có cái giá trị null ở đây thì mình sẽ tách ra một cái nhóm riêng cho cái giá trị null đó ha. Và cái này mình có cái ví dụ để mình nói như vậy nha. Đây, ví dụ như là với mỗi phòng ban, lấy mã số phòng ban, số nhân viên làm việc cho phòng ban đó và lương trung bình các nhân viên trong phòng ban đó. Rồi mình cũng tương tự lấy các thông tin từ bảng email, select ha, DNO mã số phòng ban nè, rồi cái này là chắc là số nhân viên nè, cái này lương trung bình nè. Trong bảng employee. Nhưng mà thay vì tính toán, nếu mình không có group by thì mình tính toán cho cả công ty luôn. Mà mình có group by, như là các cái hàng trong bảng employee nha, tức là sau đó là mình sẽ nhóm cho từng nhóm theo thuộc tính phân loại là DNO, tức là những cái hàng nào có DNO giống nhau sẽ gom thành một nhóm. Và giả sử như có những nhân viên không làm việc cho phòng ban nào hết, cái DNO của mình bằng null đi, thì mình sẽ có cái nhóm đó nhóm riêng luôn, cái nhóm có DNO bằng null. Thì trong kết quả trả về của mình thì nó sẽ có là mã số phòng ban ha. Cái thuộc tính mà xuất hiện trong group by thì nó xuất hiện trong select nhé. Count sao rồi.
Số nhân viên trong phòng ban đó và lương trung bình. Mình lưu ý là cái mệnh đề select nó chỉ chứa cái thuộc tính gom nhóm và các cái hàm thực hiện cho cái nhóm đó. Cô Nói đi. vậy thì trong trường hợp này á cô, là nó sẽ nó em vẫn chưa hiểu cái group by lắm, nó tách nhóm ra để làm gì ạ cô? Đây có cái hình đi, có trong cái hình đi ha. Đây ví dụ đây là cái bảng employee của mình có các nhóm là có deno có giá trị là 1, 4, 5 là 2 thành chia thành 3 nhóm. Nhóm có deno bằng 5, 4, 1. Rồi sau đó mình kêu mình muốn là tính lương bình của từng phòng ban và số nhân viên trong từng phòng ban. Thì như vậy sau trong mỗi nhóm này nó mới áp dụng cái hàm sao cái nhóm deno bằng 5 nè, nó ra 4 nè. Tương tự ha. Rồi sau đó nó mới thực hiện cái là tính lương trung bình các giá trị của các cái này của lương này cho cái nhóm bằng năm này thôi, chứ phải tính lương trung bình của tất cả các bạn từng nhóm một. Như vậy cái bảng kết quả trả về của mình là sẽ có là cái thuộc tính deno, cái thuộc tính phân nhóm là một bốn vô năm bốn một gì nè ha, rồi số nhân viên của từng phòng ban và lương trung bình của từng phòng ban. Đấy là cái việc gom nhóm đó, tức là mình tính có các cái hàm tính toán sao xong min max chỉ thực hiện trên từng cái nhóm nhỏ thôi chứ không phải là thực hiện trên nguyên cái bảng này. Đó, Ok hình dung cô, chưa? vậy thì nếu như mà không có group by ấy, thì nó coi cả cái bài của mình là một nhóm và nó tính xong nó loại null ra luôn rồi. Đâu có loại nguồn đâu. Ý em là sao? Nếu mà có group by, nếu không có group by thì tính toán như tính đếm theo sao là đếm trung bình đếm hết luôn cái bảng này, nó có nhân viên lương trung bình các nhân viên là nguyên cái bảng luôn, employee luôn. Trong trường hợp mà không có rút bay thì nó có loại nôn không cô? Tại Lại luôn chỗ nào, ví dụ cô chưa hiểu chưa, ví dụ như cái salary có cái hàng này bằng luôn cái chỗ đảo cô là luôn đi, thì như vậy là tính lương trung bình nó sẽ loại luôn ra, tức là nó không tính, nó chỉ đếm vào bà mình là 8 nhân viên đúng không, rồi như vậy nó chỉ tính lương trung bình cho 7 nhân viên thôi, còn cái chỗ bằng cô đỏ bằng luôn thì ha thì nó sẽ không tính, tức là lấy tổng chia cho 7 và chia cho 8 nha. Như vậy là nếu mà cái hàm này áp dụng cho một cột cụ thể cụ thể cột salary thì nếu có cái này thì nó bằng luôn nó sẽ bị loại bỏ ra, nó không được tính. Rồi tuy nhiên chỗ nào theo sao là đếm số hàng là đếm cho nguyên một hàng, thì ví dụ như chỗ này có là luôn đi nữa thì nó vẫn đếm cái hàng này, đếm nguyên một hàng mà ha. Đó. Như vậy là nếu giả sử như là cái theo sao cái này là luôn đi thì theo sao của nguyên bản employee nó sẽ đã về là 8, tức là có 8 nhân viên, mà khi tính lương trung bình cái average salary này nó chỉ tính lương trung bình cho 7 nhân viên thôi, và cái chỗ màu đỏ của cô giả sử là luôn đi thì nó sẽ không tính. Nếu mà cao salary á cô, mà ở cái chỗ 25.000 của cô là null thì nó cũng đọc là 7 thôi đúng không? Đúng rồi, nếu mà cái áp dụng cho một cụ thể một tính cụ thể ở đây có ghi chú nè các cái hàm nè, xin lỗi đâu rồi đây sẽ được loại bỏ khi cái áp dụng cho cái hàm này cho một cái cột cụ thể cao, nó chỉ đếm giá trị phân biệt thôi ha, luôn nó không tính. Nè. Khi áp dụng cho nguyên một hàng thì nó mới đếm ha, đếm hàng thôi. Rồi. Thì có cái lưu ý nha, cái thuộc tính cái mệnh đề select của mình nó chỉ chứa những thuộc tính gom nhóm thôi. Giả sử như chỗ này mình cần là bạn nào mà mình thay để deno trong bảng employee mình để là tên nhân viên nhá, employee first name, để first name là chắc chắn sẽ bị lộn. Cái đây gom nhóm cho deno ở trên đây mình hiển thị first name là không được ha, nó sẽ báo lỗi đó.
Cô nếu như mà trong trong trường hợp cô vừa nói là nó chỉ có thuộc tính con nhóm cô thì nó có vừa có DNO vừa có first name thì nó có chấp nhận không cô? Không được luôn, tại vì em hình dung coi bây giờ cái first name trong nhân viên một phòng ban như vậy lấy first name của ai, phòng phòng ban nó có nhiều nhân viên lấy first name của ai, nhưng thì cái first name nào nha. Thực chất ấy thì theo gốc luôn á, cái đề cái SQL của mình thì nó yêu cầu là chỉ thuộc tính phân loại, chỉ các thuộc tính phân loại thuộc tính nào xuất hiện trong group by mới được phép xuất hiện trong select và kèm theo các cái hàm thuộc tính rồi ha. Nhưng mà thông thường mình hay kiểu liệt kê tên phòng ban, số nhân viên trong phòng ban và lương. Ở dưới đây mình group by DNO. Nhưng mà trong một số trường hợp ở dưới đây bạn liệt kê, select DNAME sao sao every salary. Thì nếu DNAME đó là cái thuộc tính có cái ràng buộc là unique. Nó như là nó chắc là một khóa thôi. Thì nó vẫn được chấp nhận nha, tức là DNO là khóa, DNAME cũng là khóa, thì nó cho một số cái DBMS có chấp nhận nha, nhưng mà không chắc là đúng với tất cả với DBMS ha. Đúng nhất của mình á là thuộc tính nó xuất hiện trong group by thì chỉ thuộc tính nó xuất hiện trong select thôi, select sẽ không bao gồm những thuộc tính khác. Nếu em muốn mà liệt kê tên phòng ban trong chỗ này nữa thì phải group by DNAME hoặc DNO phẩy DNAME thì trên đây mới có đèn em được ha. Cô, nếu nếu như mà trong cái trường hợp mà thuộc tính mà group by của mình không phải là khóa cô mới lại một cái thuộc tính A nó có quan hệ là một một mấy cái thuộc tính mình group by cô thì có một số cái DBMS nó có chấp nhận không cô hay là nó chỉ chấp nhận cái chuyện là mình select một khóa thôi. Không không phải cái chữ khóa đây, tức là cái DNO là trong bảng employee không phải là khóa nha, cô nói nhầm đó. Đây là nếu mà phải mình muốn lấy DNAME, mình muốn lấy thêm DNAME thì mình phải phải DNAME ở đây, sau đó cho DNO bằng DNAME ha. Cái điều kiện của em là DNO bằng DNAME là làm trực tiếp luôn. Giả sử như điều kiện của cái bài này mình là yêu cầu là lấy tên của phòng ban, cái này là nói thiếu một chút xíu nè, cái này là cái cô sẽ mở cái đúng slide nó cùng sửa đúng slide luôn. Xin lỗi. Bây giờ yêu cầu là bây giờ lấy tên của phòng ban, chứ mà lấy mã số phòng ban đó ha, và số nhân viên trong từng phòng ban, lương trung bình của các phòng ban đó. Đây. Rồi đây, có bạn này rồi. Giả sử như người chân ta yêu cầu là lấy department name, con sửa lại này đó ha, rồi số nhân viên của từng phòng ban và lương trung bình. Để lấy được department name thì ở đây mình phải có là department đúng không, tại vì trong bảng nhân viên là sẽ không có department, và do có hai bảng cho nên cũng có thêm cái điều kiện where. Là cái DNO bằng với D number. Rồi. Đây là điều kiện cho anh hai bạn này lại ha. Thì giả sử như lúc bằng mà đây bằng thì D name. Bài dưới lúc bài D number, như là DNO. Mà hiển thị là D name. Thì về mặt lý thuyết trong SQL mình nó sẽ không cho các bạn, nó sẽ báo lỗi ha, tùy DBMS nha. Ví dụ như Oracle nó báo lỗi á, tức là cái thuộc tính này nó sẽ không xuất hiện trên này là không được, nó không có tự hiểu là hai cái này nó giống nhau ha. Tức là về mặt cơ bản thì mỗi phòng ban thì có một cái tên thôi, hiển thị mã số phòng ban cũng được, tên phòng ban cũng được, tuy nhiên nó sẽ báo lỗi một số DBMS rồi. Còn nếu bạn muốn có DNAME chỗ này thì hoặc là mình rút by DNAME hoặc là DNO phải DNAME nên mình hiển thị DNAME. Trên đây có dưới có DNO mà trên đây không có DNO thì được, nhưng mà dưới Cô đây hình có như hình như bên phía em không thấy câu truy vấn nữa cô. à rồi cái chỗ này nó sorry, để cô cho thêm một chút xíu nữa ở đây. Dạ, xin lỗi các bạn, cô mới sửa lại ha, cái câu truy vấn nó cô sửa chút xíu lại.
hiểu không, cho nên nó lần sửa nó mất ra. Rồi nhắc lại ha, giả sử như chưa lấy đề nè mà ở dưới chỗ này quay lại cái hình của mình. Mình viết như thế này thì sẽ có một số DBM nó sẽ báo lỗi ha. Về đúng đó, thì là thuộc tính nó xuất hiện trong group by thì bắt buộc nó xuất hiện trong select, thì chỗ này bắt buộc phải là denom nè. Còn muốn có denom thì ở dưới đây mình phải liệt kê denom phải denom. À, được chưa? Hoặc là mình sẽ rút bài đen đen em luôn, tại vì do cái bài của mình có cái ràng buộc là cái đen em mình cũng là trong cái phòng ban á, mỗi phòng mỗi mã số phòng ban mỗi đen con sẽ ứng với một cái tên đen em thôi, như vậy là nó sẽ được nha. Còn nếu mà mình mỗi đen ô của mình mà không có ứng cái đen một, tức là cái đen em không phải là unique, tức là tên phòng ban không phải là duy nhất. Nếu như thế này, giả sử như tên phòng ban rồi duy nhất có những phòng ban vô tình thì nó lại trùng trùng tên với nhau ha. Ví dụ trong trong công ty mình có tới hai phòng ban tên là research thì chỗ này nó hiển thị sao, không được đúng không? Có phòng ban research số nhân viên là 5 nhưng mình là 30 đi, phòng ban research nữa số nhân viên là 7, phòng ban là 35 chẳng hạn, như vậy số nhân viên là 35 như vậy thì không được ha. Nó tức là có hai nhóm lại trùng tên với nhau mà lại có cái số liệu khác nhau là không đúng được tinh thần câu này. Hình như nó mất tiếp câu truy vấn nữa cô. Nó mất hoài vậy à, tại nó có đầy quá đòi, đâu đâu có biết đâu. Rồi có lần sửa là nó mất à. Rồi là nó có cái hiệu ứng xuất hiện từng dòng á. Rồi nó nhắc lại, nói chung nếu bạn biết câu truy vấn này về mặt lý thuyết mà nó báo lỗi, mình gom nhóm bằng thuộc tính DNO mà mình hiển thị lên cái mà đại diện cái đây thông tin của một nhóm nè, cái thông tin đại diện của một nhóm là cái thuộc tính khác lại là không được, mình hình dung không? Tức Dạ là vâng. khi để tính toán mình tính toán là thuê phòng ban 1, 4, 5. À, khi kết quả trả về của mình là cái tên hay là cái tên thì nó sẽ là cái tên này có đại diện cho nhóm hay không thì mình chưa biết hết, tại vì cho nếu mà lý thuyết mình không có cái schema đây, không có lược độ ở đây, không có ràng buộc ở đây thì mình không biết là đen em này, tức là mỗi đen ô mình có ứng với một đen em hay không, tức là đen em này cũng chính là duy nhất có từ có ràng buộc, nó có một cái game đó nó sẽ là một khóa dự tuyển ha, có ràng buộc duy nhất thì trong một số DBMS nó sẽ chấp nhận trường hợp này ha. Nếu mà một DNO ứng với một DNM thì coi như cái DNM này cũng phải đại diện cho thông tin một cái nhóm. Còn trong trường hợp mà DNO này, một DNO này không ứng với một duy nhất một DNM, tức là DNM này không có cái kiểu ràng buộc là unique á, tức là một mình cho phép các phòng ban có thể trùng tên nhau như này cô nói ha. Chỉ có hai phòng ban trùng tên là research nhưng mã số khác nhau đi. Thì như vậy kết quả trả về của mình nó sẽ là rất là nhập nhằng, tức là phòng ban research số nhân viên 5 rồi lương là 30, phòng ban research khác có số nhân viên là 10, phòng ban là lương mình là 40 chẳng hạn, như vậy thì kết quả trả về của mình là nhập nhằng và người ta nhìn vào kết quả trả về sẽ có sao là muốn gom cho từng phòng ban lại có hai cái giá trị research ở đây không, không biết phòng ban nào rồi thôi nói Cho tóm em lại. hỏi là ý là lỡ mà có lỗi đó xong rồi hai cái phòng ban tức là nó chung một cái mã DNO nhưng mà hai cái tên khác nhau á, giả sử chung một mã DNO mà hai tên khác nhau thì lúc nó ra đen em nó có lỗi không con? Tại vì mình group by DNO là mình rất là những cái chung DNO thì mình lấy ra mình sẽ lấy những cái... thì nếu mà lỡ bên em À, em có nên nhớ hai cái chung là một đây DNO mà nè, phải rồi cô thì mình có tính toán thế này vậy làm sao tính là chung được DNO. Như vậy cái DNO nó phải tách thành hai nhóm, em có tính toán như nào? Có việc là những cái này quay đây, những cái DNO bằng 5 này nó gom chung là được cái số 4 này, nó đếm được số 4 này mà giờ em nói cái DNO, một cái DNO là có hai cái DNO khác nhau nữa thì không biết nó cũng có lỗi luôn đúng không, nó cũng là lỗi luôn.
Tức là bây giờ cái số 4 này sẽ làm phải tách Dạ ra thành dạ hai phần. Không. À. Nói tóm lại là cái chỗ này, cái kết quả trả về của mình á, cái chỗ D này là cái tên của cái nhóm đó, cái thuộc tính nó mình phân loại cá nhân xếp nhóm đó. Cho nên là cái thuộc tính xếp loại, cái thuộc tính phân loại nó xuất hiện trong lớp 3 thì nó bắt buộc phải nằm trong kết quả trả về, nên người ta biết rằng là kết quả này là của nhóm nào theo thuộc tính phân loại. Được chưa? Cho nên bắt buộc, cho nên có ý cơ là bắt buộc là các thuộc tính trong select thì nó chỉ bao gồm những thuộc tính xuất hiện trong group by, tức là xuất hiện trong group by mới được phép xuất hiện trong select mà thôi, khác không được ha. Nói tiếp Về về mặt lý thuyết thì cái về mặt lý thuyết thì cái câu 22 này bị lỗi đúng không cô? đúng rồi, cô đang làm như thế này là bị lỗi á, tức là cái câu trong slide là bị lỗi đó, bắt buộc mình phải sửa cho DNA mình thay bằng DNO. À, đi thế này cho mình. Rồi nó sẽ lại mất tiếp nè. Cô xuất hiện lại. Rồi. À, đây. Thì thế này mới đúng nha. Rồi cô trả lại câu, trả câu truy vấn gốc luôn. Cô trả lại câu truy vấn gốc của người ta là cái trong cái slide này. Ồ, cô Nhưng mà vậy chịu thì đi. nếu như mà Ừ. nếu Nào nói đi. nếu như mà đề nếu như mà đề thi hỏi là DB gì trong DBMS mà họ 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 thay cái DNO đó bằng DNAME mà cái DNAME có quan hệ một một với DNO cô thì mình vẫn phải chọn câu đó là đúng mà không? Không nhất là để thi chứ không hỏi thôi đó. Nếu có hỏi thì thứ nhất là nếu họ SQL chung chung mà không đặt trong ngữ cảnh nào hết, SQL Server hay các bạn phải dùng đúng cái SQL lý thuyết của mình. Còn khi đặt trong ngữ cảnh cụ thể thì nói chung là ví dụ như cô hỏi SQL Server mà các bạn khác toàn là biết về MySQL cũng khó, mà hỏi trong Oracle thì làm sao các bạn trả lời được ha. Như vậy các câu hỏi trong lý thuyết của mình, các câu hỏi trong đề thi của mình nó chủ yếu là cho nó xoay quanh cái SQL lý thuyết thôi, tức là về lý thuyết là xuất hiện trong group by và xuất hiện trong IDNO, à, nó xuất hiện trong group by và xuất hiện trong select vậy thôi. Rồi nếu mà muốn xuất hiện DNAME thì phải làm thế này. Rồi, cô làm trở lại luôn. Cô vậy thì có khi nào mà xuất hiện trong group by rồi cô mà cái người ta xài hàm cái người ta không thích để nó trong select có được không cô? Được, ví dụ như chỗ này ở trên cô bỏ DNO luôn, ví dụ như mình đứt bay theo hai thuộc tính ha, như thế này thì cô bỏ luôn DNO cũng được luôn. Nếu đứt bay hai thuộc tính như thế này thì nó sẽ gom nhóm DNO trước, và sau đó là trong cái nhóm DNO này sẽ thành cái nhóm DNA nữa, từng nhóm nhỏ như vậy. Rồi như vậy Không, là những nó chỉ cái câu đi đi là gì, thuộc tính là xuất hiện trong mệnh đề select phải nằm trong group by, nhưng mà không có bắt buộc là phải nằm trong group by thì phải bắt buộc xuất hiện trong select, không có nha, không có chiều ngược lại nha. vậy trong trường hợp này mình xóa DNO, xóa DNAME cũng ok luôn được. Được luôn, nó sẽ ra cái hàng kết quả của mình là như thế này, nó sẽ không bao gồm cục DNO. Vẫn được ha. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Để nói chỗ này là có rất nhiều bạn hay bị lỗi chỗ này ha, tức là mình ở đây mình rút bài cho DNO mà ở trên mình hiển thị tôi DNAME ha, thì cứ bị báo lỗi mà không biết là báo lỗi tại sao ha. Còn trong một số cái DBMS thì nó hỗ trợ nó cắt thôi luôn, tức là nó cho phép luôn, nó kiểm tra cái DNAME với DNO nó cho phép luôn. Mà cô không nói đúng với mọi trường hợp ha, mình viết như thế đúng lý thuyết của mình thì luôn đúng với mọi DBMS. Rồi tiếp theo là mệnh đề heavy, bây giờ mình muốn là thực hiện cái việc so sánh hoặc là cái việc kiểm tra cái điều kiện cho từng nhóm một, thì heavy là điều kiện cho nhóm chứ không phải là điều kiện cho từng hàng nha. Rồi đây với mỗi dự án mà có nhiều hơn hai nhân viên thì lấy mã số dự án, tên dự án và số nhân viên làm việc cho dự án đó.
Rồi. Lấy số nhân viên làm việc cho dự án thì mình cần bảng work on ha, và đếm số nhân viên trong bảng work on group theo từng dự án. Và do mình có yêu cầu là lấy tên dự án nữa cho nên là mình được kết hợp với bảng project để lấy tên. Rồi như vậy là mình cho hai bảng project với work on thì cũng cho là B number bằng với B no. Mình rút tay là mình dám từng nhóm là nhóm B number với B name. Rồi, Heavy, như vậy cái count sao lớn hơn bằng 2 này là điều kiện của cái nhóm, điều kiện của cái hàng trong nhóm này, cái hàng tính toán trên nhóm này. Thì mình phải đặt trong Heavy nha, mình không đặt trong where. Rất nhiều các bạn đặt trong where sẽ bị báo lỗi ha. Như vậy count sao là số nhân viên trong từng nhóm lớn hơn bằng 2 thì mình phải đặt trong Heavy. Mình hình dung thế này. Thứ tự thực hiện của nó là sao? Đầu tiên là nó sẽ kết hợp hai cái bảng project với work on, điều kiện là B no bằng B number trước. Sau đó có cái bảng kết quả ra rồi ha, mới thực hiện cái việc chia nhóm ra theo cái điều kiện trong nhóm. Sau khi chia nhóm xong thì mình mới thực hiện cái hàm tính toán trên từng nhóm một là theo sao trung bình min max đó. Như vậy thì cái việc mà tính toán trong nhóm xong thì mình mới kiểm tra cái điều kiện nhóm, những nhóm nào thỏa điều kiện này mới nằm trong kết quả trả về. Được chưa? Nếu mình đặt trong que là không được, tại que là lúc này đang đang lấy từng hàng trong cái bảng kia, thì cái bảng gốc ban đầu thì nó sẽ chưa có cái gom nhóm, chưa có tính toán thao gì hết, thì nó không thể nào so sánh với cái que này được ha. Thứ tự thực hiện của nó là gom theo từng hàng, phải điều kiện mình đề que trước. Như vậy đầu tiên nó sẽ là cái from với que trước ha, tức là cho hai cái bảng kiểm tra điều kiện que, kiểm tra các cái hàng, kiểm tra điều kiện trước, sau đó mới gom nhóm rồi tính toán cho từng nhóm. Rồi cuối cùng mới là giữ lại những nhóm nào thỏa điều kiện trong heavy. Do vậy, các cái hàm mà count sao in max mà mình kiểm tra dù ở lương trung bình phía trên bao nhiêu đó mới nằm kết quả về, thì cả những cái điều kiện đó, điều kiện của nhóm đều nằm ở trong cái mệnh đề heavy này hết. Nhớ Ok, nha, như vậy ha. trong trường hợp đó thì các cái hàm kết hợp với cô nó chạy trước mệnh đề select, xong cái lúc mà select thì nó chỉ lấy cái kết quả chạy trước nó trả về. Select chỉ là lọc là những dữ liệu thuộc tính nào thôi. Mà tức là như em nói là tức là having, tức là tính toán cái hàm trên select nè, liệt kê trong select, sau đó là người ta cần những thuộc tính nào thì mình liệt kê cái kết quả trả về của mình theo các thuộc tính trong select thôi. Rồi. Nhớ nha, having là điều kiện trong cho nhóm nha. Cái này thì trách nhiệm của thỉnh thoảng hỏi ha, cô biết cô nghi vấn cô để chữ yêu cầu như thế này ha, cô để chữ cao sao lớn bằng 2 nằm trong một điều que không, thì hỏi câu nghi vấn này đúng hay sai, cái là sai nhé, tức là mình xác định lỗi sai. Cái này mấy cái lỗi các bạn hay gặp lắm, tức là khi mình làm trong thực tế, mình qua phần thực hành á, lúc mình viết theo cái luồng suy nghĩ của mình, nhiều khi mình để cho con que không hay luôn, thì mình không, cái lỗi đó hay gặp, các bạn lưu ý. Rồi cuối cùng cái mệnh đề cuối cùng trong câu select của mình là order by, là sắp xếp thứ tự kết quả trả về thôi. Cái này thì dễ. Rồi lấy tên của các nhân viên ha, lấy danh sách nhân viên dự án. Sắp xếp theo phòng ban của nhân viên. Rồi, và trong mỗi nhân viên trong mỗi phòng ban thì sắp xếp theo thứ tự alphabet ha, tức là thứ tự ABC á của tên nhân viên. Rồi như vậy lấy tên phòng ban và tên nhân viên nè ha, thì sau kết quả trả về của mình đó, mình sắp xếp là cuối cùng mình sắp xếp sort theo, trước tiên là sort theo từng phòng ban trước. Trong mỗi phòng ban như vậy mình phải sort theo tên của nhân họ của nhân viên, last name của nhân viên. Thì có hai option là descending với lại cái ascending, tức là ascending tức là tăng dần và giảm dần. Thì mặc định của mình nếu mình không khai báo sẽ là tăng dần cái ASC này. Khi nào mình muốn sắp xếp đặc biệt theo thứ tự của giảm dần mình mới liệt kê, mình mới ghi cái từ khóa DESC này ra, giảm dần thì sẽ đi ha. Mặc định không khai báo là tăng dần nha. Rồi.
Như vậy là đây là đầy đủ đi giới thiệu các bạn tất cả các cái từ khóa hết rồi ha, tức là cú pháp đầy đủ của cô lệnh select hết rồi đó. Cô ạ. Nói đi. Em muốn hỏi cái thứ tự thực hiện của cái thằng Having với thằng Order By thì thằng nào chạy trước rồi? Having trước. Rồi bà tức là sau khi có kết quả cuối cùng hết rồi, cái đoạn mà mình chuẩn bị mình hiển thị cho người dùng á, mình mới sắp xếp kết quả đó. Rồi, Dạ, tiếp tục. vâng, em hiểu ạ. Ừ, rồi. Mình qua cái nhóm rồi cũng là DM hôm thì cái câu lệnh đầu tiên là câu lệnh select là câu lệnh phổ biến nhất ha, mình sử dụng nhiều nhất. Rồi thứ ba cái nhóm còn lại là insert, update, delete là để mình cập nhật thêm xóa dữ liệu. Rồi mình có thể thêm một hàng hoặc nhiều hàng trong một cái quan hệ vào một cái bảng. Ví dụ như insert into, quá là insert into ha, tên cái bảng. Mình liệt kê các cái thuộc tính ra values ha, thì các cái value nó phải tương ứng với thứ tự các thuộc tính mà mình liệt kê ra, ví dụ như là attribute một ứng với value một ha, value hai ứng với thuộc tính attribute hai. Nếu mình không liệt kê tên cái bảng ra thì các cái value này nó sẽ tương ứng với lại cái tên của các cái thuộc tính theo thứ tự mà mình khai báo còn định nghĩa bảng. Ở đây ví dụ như thêm một cái nhân viên mới trong bảng employee, insert into ha, tên bảng employee values mở ngoặc ra rồi tên minister name nhé, liệt kê một loạt các thuộc tính ra, thì các cái thuộc tính này mình cắt nhau bằng dấu phẩy và các thứ tự của nó phải ứng với cái thứ tự mà mình khai báo lúc mà mình định nghĩa cho bạn đó. Thì mình định nghĩa mình khai báo là first name trước thì để cho đây là first name, sau đó là minute last name ha, cái này là SN nè, các ngày sinh địa chỉ vân vân. Rồi trong trường hợp mình muốn thêm vào một vài thuộc tính thôi, mình chưa có giá trị hết ha, nhưng mình muốn thêm vào tính thôi, mình có thể liệt kê như cách dưới đây. Giả sử như insert into employee mình có first name với last name với SN thôi, còn các cái thuộc tính nào mà mình không liệt kê ra thì nó sẽ được thêm bằng null từ đầu khi mình đặt cái hàng mới ha. Bây giờ để cái giá trị nó null vào, nào không liệt kê ra thì mình sẽ thêm bằng null. Như vậy thêm một nhân viên mới có first name, last name với mã số là như thế này, còn các thuộc tính khác như giới tính, ngày sinh, địa chỉ vân vân, người giám sát thì sẽ bằng luôn. Trong trường hợp các cái thuộc tính mà mình không liệt kê đây ra mà nó có cái nào nó có ràng buộc là not null thì chắc chắn sẽ báo lỗi nha. Những thuộc tính nào ràng buộc là not null thì trong lúc mình insert thì bắt buộc mình phải thêm nó vào, hoặc là not null mà mình có định nghĩa cái giá trị default thì thôi, mà không có giá trị default thì bắt buộc các bạn phải khai báo lúc mà mình thêm cái nhân viên nó vào, đó là hiển nhiên rồi ha. Mình đã không cho nó được không được phép null rồi mà không có giá trị mặc định nữa, thì khi mình thêm một cái hàng mới vào thì bắt buộc mình phải khai báo giá trị đó, không khai báo thì báo lỗi vậy thôi. Rồi câu insert này tương đối dễ ha. Mình có thể insert nguyên cả, tức là nhiều hàng, nãy giờ mình làm một hàng từng hàng một nha. Mình muốn nhiều hàng thì mình viết nhiều câu insert thôi. Còn mình muốn insert trong một câu insert và nhiều hàng cùng lúc thì thông thường nó chính là insert một cái câu trả về cái kết quả trả về cái câu nghi vấn vào cái bảng. Trong trường hợp này ví dụ như mình tạo cái bảng tên là desk info khác đi ha, là có tên phòng ban nè, số nhân viên trong phòng ban nè, tổng lương của nhân phòng ban đó, mình có cái bảng thông tin phòng ban khác ha. Rồi thì mình insert into cái bảng depth info này có ba thuộc tính ha, thì insert nó vào là kết quả trả về của câu truy vấn dưới đây. Câu truy vấn này thì mình lấy tên phòng ban nè, số nhân viên nè, lương trung tổng lương nè, trong cái bảng department. Rồi điều kiện là D number NO, mình group by theo thuộc tính D name. Được chưa? Thì như vậy nói chung cái câu insert nó sẽ hỗ trợ mình, sẽ cho phép mình insert kết quả trả về câu nghi vấn, tức là có thể nó bao gồm nhiều hàng á vào một cái bảng cũng được luôn.
Thì nói chung mình phải đảm bảo cái kết quả trả về câu select này phải tương ứng, gọi là tương thích chữ với cái bảng ha. Chỗ này là name ha, thì cái này cũng là name, cái này là cái số nhân viên, thì tương ứng với số nhân viên, tổng lương trung bình, tổng lương. Rồi, nó là phương pháp câu insert. Như vậy insert mà nhiều hàng thì không có chữ value ha. Còn có chữ value lúc trước thì là chữ insert từng hàng một thôi. Tiếp theo là delete nè. Delete là xóa. Rồi, à nhớ rồi. Delete from table where condition. Tức là mình delete dữ liệu cái bảng, trong cái bảng cái hàng hàng hay những cái hàng mà phải có điều kiện này thì mình xóa. Nếu mà mình không khai báo mà mình đề where, giống như select ha, tương đương như where true, tức là mình xóa tất cả các cái hàng trong bảng đó. Ví dụ này, ví dụ đi ha, xóa nhân viên tên là Brown, có họ là Brown ha, delete from employee where last name bằng Brown, tức là họ của nhân viên này là Brown, tức là ông nào trong cái bảng nhân viên mình ai có last name là Brown xóa hết cái ngành đó. Rồi hoặc là xóa nhân viên có mã số 1 2 3 4 5 6 8 9. Rồi. Hoặc là xóa nhân viên mà cái nhân viên đó có cái DNO nằm trong, tức là kết quả trả về câu truy vấn này. Thì cái này lấy nhân viên xóa các nhân viên làm việc cho phòng ban research. Câu D là xóa delete from employee không có bảng employee, đây là cái bảng employee vẫn còn nhưng mà tất cả các dữ liệu trong bảng employee là mất hết. Nó khác với drop, mà mình nhớ có lệnh drop table không, drop table employee là mình xóa luôn cái bảng employee luôn, còn ở đây mình chỉ là delete from employee, tức là mình cái bảng employee vẫn còn nó chỉ thành cái bảng trống thôi. Rồi, này tương tự update ha, update là cập nhật cái bảng, rồi cái sau là chỉnh là giá trị ha, cái điều thì ở đây là mình chỉ cập nhật mình kiểm tra rồi này là mình hỏi đây. Ví dụ như mình thay đổi vị trí và cái phòng ban, cái mã số của phòng ban điều khiển cái dự án 10. Cái vị trí thì mình đổi thành chữ Larry ha. Và cái phòng ban điều khiển nó thành 5 chẳng hạn như vậy nữa. Thì ví dụ như update rồi chúng ta mình xét, chỗ xét mình chỉ là thay mình cập nhật cái giá trị này. Và where là điều kiện, như vậy những cái hàng nào phải điều kiện where sẽ được cập nhật lại theo cái mệnh đề xét được chưa. Tương tự ha, ví dụ như là mình tăng lương cho các nhân viên phòng ban research lên 10%, lúc này là tăng lương là update nè, bảng employee là set salary bằng salary nhân 1.1, tức là tăng 10%, điều kiện là DNO nằm trong kết quả trả về của câu truy vấn này, thì câu truy vấn này trả về mã số của phòng ban tên là research. Được chưa? Rồi bây giờ mình phân biệt cái khi mà mình update với delete á, thì lúc đó mình sẽ phải kiểm tra cái ràng buộc rồi khi mình update với delete thì mình phải kiểm tra cái ràng buộc là on delete. Ví dụ như on delete làm gì và on update làm gì, thì mình nhớ bữa lúc mình tạo khóa ngoại á, mình phải khai báo hai cái này ha, cái bảng employee, ví dụ như bảng employee mình có cái phòng ban, cái DNO là mã số phòng ban.
cái DNO là cái mã số phòng ban, là sẽ tham khảo cái DN number của bảng phòng ban. Thì giả sử như mình xóa một cái phòng ban thì sao? Thì đang có xóa dữ liệu nha. Ví dụ như là cái phòng ban số 5. Mình xóa phòng ban số 5 đi. Thì như vậy chuyện gì sẽ xảy ra đối với những nhân viên làm việc cho phòng ban số 5? Thì có một có các cái đèn bù mình có thể kiểm tra ha. Rồi ví dụ như là on, mặc định của mình là restrict ha, là default, tức là nếu mà còn có những nhân viên nào làm việc cho phòng ban số 5 thì phòng ban số 5 sẽ không bị xóa. Cái câu lệnh xóa sẽ báo lỗi ha, tức là còn cái object đang tham khảo tới phòng ban số 5 này nè, cho nên là cái câu lệnh xóa của mình sẽ không thành công, câu lệnh delete của mình á không thành công ha. Rồi nếu mà cái option của mình là set null, có nghĩa là nếu cái phòng ban số 5 bị xóa thì cái giá trị DNO trong cái bảng tức là những nhân viên làm việc trong phòng ban số 5 á, tức là DNO trong bảng nhân viên á, thì nó sẽ thay bằng giá trị null, tức là những nhân viên này lúc này thay bằng giá trị null. Rồi ở cascade là kéo theo, như vậy nếu như là mình xóa cái phòng ban số 5 thì những nhân viên làm việc cho phòng ban số 5 cũng bị xóa kéo theo luôn. Cascade là như vậy, cái cascade này nó phải cẩn thận ha, thì khi mình xóa một cái là xóa luôn cái table, cái database của mình, là mình kéo theo nhiều lắm. Như vậy là nếu mà on delete cascade có nghĩa là nếu như những cái phòng những phòng ban số 5 bị xóa thì những nhân viên là bị phòng ban số 5 bị sa thải luôn, bị xóa luôn. Còn set default tức là trả về giá trị mặc định. Mình có khai báo phòng ban mặc định như là DNO bằng 1 thì phải, nếu nếu có khai báo ha, nếu không khai thì set default có nghĩa là gì? Tức là những nhân viên làm việc cho phòng ban số 5 khi phòng ban số 5 bị xóa thì nó sẽ được trả về cho phòng ban số 1, tức là cái DNO của nó được cập nhật thành 1. Set default nếu mình có khai báo giá trị default. Thì tương tự với lại update khi cập nhật. Cập nhật cũng giống như xóa thôi. Ví dụ như phòng ban số 5 bây giờ mình thay về phải số là số 5 nữa, người ta không thích là đổi thành số 50 ví dụ như vậy. Thì cập nhật cái mã số phòng ban số 5 thành 50. Thì nếu mà on update mà để restrict không khai báo gì hết thì nó sẽ báo lỗi nha. Còn những nhân viên là vì cho còn những cái object này tham khảo tới cái phòng ban số 5 cho nên không cho phép cập nhật. Rồi do bạn update thì có thể là set null, tức là nếu mà coi nhân phòng ban số 5 cập nhật mã số 50 thì những nhân viên làm việc cho phòng ban số 5 bên bảng employee sẽ được cập nhật thành null. Còn cascade tức là bên kia cập nhật thành 50 thì bên này sẽ cập nhật thành 50 kéo theo luôn. Do vậy on update thì thường thường mình sẽ kéo theo ha, cascade luôn kéo theo là hay mô tả kèm theo, tức là cập nhật thì mình sẽ cascade kéo theo đó. Còn delete thì mình mới để ý nha, delete thì không phải lúc nào cũng cascade xuống ra. Còn set default có nghĩa là những nhân nếu phòng ban số 5 cập nhật thành 50 thì những nhân viên bên bảng employee á, có DNO bằng 5 nó sẽ cập nhật thành số 1. Trả về giá trị mặc định của mình là 1. Như vậy cái cascade set null hay là restrict này á nó khác với cái bảng nha, câu lệnh delete khác với câu lệnh drop. Trong cái câu lệnh delete thì nó sẽ kiểm tra cái chỗ khai báo foreign key này nè, câu lệnh delete với câu lệnh update đó sẽ kiểm tra cái foreign key này là cái ràng buộc của nó là cascade hay là restrict hay set default ha, nó sẽ kiểm tra tương ứng đối với dữ liệu. Còn khi mình xóa cái bảng, nhắc lại khi mình xóa cái bảng mà mình có cascade hoặc restrict này á, thì nó lại khác ha. Ví dụ xóa cái bảng department mà cascade này là mình xóa một bảng luôn. Thì cascade thì không có nghĩa là mình kéo theo mình xóa tất cả các cái bảng khác tham khảo tới nó, mà mình chỉ xóa các cái ràng buộc tham khảo tới nó thôi. Nhớ nha, hai cái đó mình.
phân biệt ha. Ví dụ xóa một cái phòng ban mà cái chỗ foreign kia mình khai báo là test case thì nó sẽ kéo theo xóa luôn các cái nhân viên làm việc cho phòng ban đó ha. Còn xóa cái phòng ban mà cascade này, xóa luôn cái phòng ban mà drop table department mà cascade này thì có nghĩa là cái bảng nhân viên, trong bảng nhân viên á dữ liệu các phòng ban nó vẫn còn, tức cái cột DNO vẫn còn giá trị ha. Nhưng lúc này DNO không còn là khóa ngoại thanh tới cái bảng department nữa, bởi vì các cái ràng buộc xóa là xóa, các ràng buộc kéo theo nó thôi. Rồi. Như vậy mình phân biệt cái cascade mà liên quan tới khi mình xóa cái bảng thì sẽ xóa đi các cái ràng buộc liên quan tới bảng đó ha, không xóa dữ liệu ha. Còn cái cascade mà mình khai báo trong cái chỗ foreign key hồi nãy khi mình định nghĩa bảng á thì nó là liên quan tới dữ liệu, hai cái đó nó khác nhau. Vậy là trong trường hợp drop ấy là mình sẽ xóa các cái khóa ngoại tham khảo đến nó được. Mình đúng rồi. Ví dụ trong trường hợp này xóa department, tức là cái bảng department xong bị xóa đó nha, dữ liệu bị xóa, các phòng ban bị xóa hết, nhưng đồng thời kéo theo xóa luôn các cái ràng buộc định nghĩa khóa ngoại tham khảo tới cái bảng department này. Nhưng mà trong bảng employee lúc này mặc dù cái bảng bị department bị xóa nhưng cái cột DNO nó không bị xóa ha, và cái dữ liệu trong cột DNO cũng không bị xóa luôn, các nhân viên làm việc cho các phòng ban nó cũng không bị xóa luôn, nó chỉ bị mất cái ràng buộc khóa ngoại, tức là DNO nó chỉ là thuộc tính bình thường, có cái số ý nghĩa bình thường mà không phải là khóa ngoại. Rồi tiếp theo tới update xong đúng không? Cái assertion này thì nó định nghĩa là cho phép mình định nghĩa cái ràng buộc mà không bị giữ được trong các cái câu lệnh tiếp theo cơ bản ha. Rồi mình có ví dụ đi, thấy không? Tức là nếu lương của nhân viên, cái điều kiện mình có cái ràng buộc là lương của nhân viên là không được lớn hơn lương của người quản lý cái phòng ban đó, phòng ban mà nó làm việc. Rồi cái điều kiện của mình là cái là gì? Tức là salary constraints ha. Thì mình check. Tức là mình sẽ kiểm tra là cái điều kiện này, tức là khi có một cái sự thay đổi trong cái database của mình, bây giờ mình cập nhật lương nhân viên và cập nhật lương của cái người phòng quản lý ha, hoặc là cập nhật thông tin cái phòng ban thay đổi người quản lý vân vân. Nói chung là có bất kỳ cái sự thay đổi nào liên quan tới bảng employee và bảng department, đúng không? Hoặc là thay đổi dữ liệu, cái trạng thái dữ liệu, cái assertion này sẽ kiểm tra là cái tại cái thời điểm đó, cái trạng thái cơ sở dữ liệu của mình á, nó phải thỏa cái điều kiện là gì? Tức là không tồn tại ha. Tức là kết quả trả về của câu phỏng vấn này phải là rỗng nè, tức là nhân viên nè, E, phải nhân viên này là tham gia hai lần ha. E là nhân viên nè, cái employee khác là manager, là một quản lý, còn department là D. Thì đầu tiên là mình sẽ là kiểm tra là mình thấy là John, cái D manager SM với lại M SM, tức là mình lấy cái thông tin của người quản lý cái phòng ban, tức lấy lương của một cái phòng ban nè, rồi lại tiếp tục mình John với lại cái employee với cái department đó, tức là tìm những nhân viên làm việc cho cái phòng ban cuối cùng cái người quản lý này ha. Cuối cùng mình kiểm tra là cái lương của nhân viên là có lớn hơn lương của quản lý hay không. Cũng là nếu mà câu truy vấn này trả về kết quả là có, thì tôi có tồn tại cái nhân viên lớn hơn, có lương lớn hơn người quản lý trong cùng cái phòng ban, thì nó có, thì kết quả trả về của mình sẽ là có, tức là not exist trả về là false ha. Thì tức là cái check này cũng là false. Thì như vậy là cái trạng thái cái sự không được chấp nhận, tức là bị lỗi, nó sẽ ra phải roll back từ cái trạng thái của dữ liệu trước đó. Thì cái lý do mà cái assertion này nó không có hiện thực, cô có nói là cái các bạn thấy trigger bạn nào làm đi lên database rồi sẽ thấy là cái trigger là cái khái niệm quen thuộc ha.
Nhưng mà cái assertion là các bạn sẽ không thấy hỗ trợ ở bất kỳ cái DBMS nào hết. Tại vì sao cái assertion nó không gắn vào cái action cụ thể, cái hành động cụ thể. Ví dụ như bạn nào học trigger sẽ biết là trigger là cái hành cái đoạn có nha, cái thao tác hành động được thực hiện được tự động kích hoạt khi có một cái hành động khác xảy ra. Ví dụ khi có thao tác cập nhật trên bảng employee thì nó sẽ gọi cái trigger này chạy, tức là khi nào cập nhật bảng employee nó mới chạy cái trigger này. Còn họ đặt ra là khi nào thực hiện cái assertion này, nó mới cụ thể là hết. Như vậy cái assertion này sẽ được thực hiện mỗi khi cái DBMS mình có thay đổi trạng thái, tức là có cập nhật dữ liệu, cập nhật là thêm xóa sửa đó chẳng hạn như vậy ha. Tức là bất kỳ thao tác nào làm thay đổi cái trạng thái cơ sở dữ liệu này thì mình phải đều kiểm tra cái assertion này hết. À, mình thêm nhân viên mới mình cũng phải kiểm tra xem có vi phạm lương, cập nhật nhân viên, cập lương nhân viên mình cũng phải kiểm tra. À, rồi mình thay đổi thông tin phòng ban, đổi thông tin người quản lý của phòng ban này mình cũng phải kiểm tra cái điều kiện này luôn. Cái đó là về mặt lý thuyết mình biết được khi nào xảy ra ha. Thì như vậy là bất kỳ cái thay đổi nào liên quan tới bảng employee, bảng department và thông thay đổi các cái thuộc tính liên quan trong cái công mệnh đề que này mình đều phải kiểm tra cái assertion này hết. Như vậy là cái đây là quá tải ha, tức là cái về nguyên thì là bất kỳ cái hành động nào là thay đổi cái trạng thái cái cơ sở dữ liệu, tức là có thay đổi chút xíu mà mình phải kiểm tra cái assertion này. Như vậy cái assertion này được thực hiện rất nhiều lần và sau đây là phí tôi, tức là tốn chi phí của mình ha, cho nên về mặt lý thuyết thì không có cái nào hỗ trợ cho assertion mình hết á. Lý thuyết thì có nhưng mà DBMS thì không có nào hiện thực hết á. Và nó đều Vâng thay thưa. bằng trigger hết, bắt buộc mình phải định nghĩa cụ thể các cái ràng buộc. Ví dụ cái ràng buộc như thế này phải định nghĩa cụ thể ứng với những cái trigger nào, mình phải mô tả cụ thể cái hành động này, mình sẽ cần kiểm tra cái điều kiện này, mình sẽ cần kiểm tra khi có sự kiện nào xảy ra, chứ không thể là mình mô tả cái ràng nghĩa cụ chung chung như thế này được. Rồi nói okay. Cái assessment này nó kiểm tra khi vậy thì trong trong cái trường hợp mà chẳng hạn như nó thay đổi những cái thứ không liên quan như là work on mà nó thay đổi hour làm cho project nào đó cô thì là cái assessment này nó không chạy được cô. Đúng rồi, tức là những sự kiện nào có thể làm ảnh hưởng tới cái điều kiện này thì nó sẽ chạy, nhưng mà về mặt lý thuyết thì tức là cái mình không khai báo hành động nào hết mà tự động cái DBMS phải bạc ra, phải đọc đọc câu tư vấn này phải hiểu à cái liên quan tới các thuộc tính salary nè ha, tức là bảng employee có cập nhật salary nè, có cập nhật DNO nè, rồi có cập nhật D number nè, có cập nhật các thuộc tính nằm trong mọi đề que này nè. À, thì mình đều quen sẽ ảnh hưởng tới cái điều kiện đúng không? Cho nên những cái thuộc tính nào xuất hiện trong mệnh đề que này mà có thay đổi, thêm, xóa, sửa gì đó thì bắt buộc mình phải kiểm tra cái salary trend này, cái assertion này. Và dĩ nhiên như bạn nói là nếu mình cập nhật cái bảng work on không thay đổi tới cái không ảnh hưởng tới cái điều kiện này thì sẽ không kiểm tra. Nếu như mà mình cập nhật cái bảng employee mà mình cập nhật cái name của người người làm á cô thì nó cũng không có kiểm tra luôn đúng không cô? Đúng rồi, tại vì nó không xuất hiện cái thực tế mà đề Em cảm ơn cô. nhưng như vậy nói chung là cũng được tốn cái chi phí ha, tại vì thực ra trong bài đề quen này mình ở đây là liệt kê các thuộc tính rồi, sau này nó có thể liên quan tới hàm thao sum min max này nữa. Ví dụ như vậy nó, cái câu này mình định nghĩa vô chừng mà, cho nên là cái việc là kiểm tra khi nào nên kiểm tra cái assertion này thì nó sẽ không được định nghĩa rõ ràng. Như vậy thì sẽ là rất tốn cái chi phí cho mình, cái DBMS mình quyết định là khi nào mình nên kiểm tra cái assertion này ha. Không thì như vậy là nó tất cả các cái câu của mình là nó hiện thực, để kiểm tra điều kiện người ta cứ quy ra là mình phải kiểm tra bằng trigger, tức là người lập trình mình, tức là người định nghĩa DBMS database của mình phải quyết định là khi nào cái ràng buộc mình kiểm tra phải thông qua cái trigger này. Do vậy cái assertion này về cơ bản á thì về ý nghĩa của nó là mỗi khi cái database của mình có thay đổi cái trạng thái mình nên kiểm tra xem cái trạng thái này có ảnh hưởng đến cái assertion nào ha, rồi sau đó là mình có phải kiểm tra cái điều kiện cái assertion đó. Và trạng thái tức là bất kỳ thêm xóa sửa bất kỳ cái bảng nào mình phải kiểm tra hết, kiểm tra cái này hết, cho nên nó rất là tốn rất là nhiều chi phí và hầu như không có đi đến hỗ trợ hết. Cái này giới thiệu trong lý thuyết thôi. Rồi còn về trigger thì mình phải mô tả một cái hành động cụ thể nha, để diễn ra khi có cái event, cái sự kiện xảy ra.
Rồi, cái phần trigger đây nó không nằm trong cái phần lý thuyết của mình, tại vì nó có trigger là store và feature function là ha. Thì các cái phần này sẽ được trình bày qua phần lab nhé. Tóm lại cái trigger system giúp mình hỗ trợ các cái ràng buộc khác, các cái điều kiện khác về mặt như nghiệp vụ ha, hay cô hay mô tả cho mình nói là cái ràng buộc về mặt lý ngữ nghĩa trong cái bài tập lớp số 1 á. Mình không mô tả trên RD, mình không định nghĩa được cái mình khai báo bài này nào, thì mình mới kiểm tra các cái ràng buộc đó bằng các cái trigger. Rồi, về view, tức là mình định nghĩa cái bản thảo view là cái bản thảo các bạn được dẫn xuất, được suy ra từ những cái bảng dữ liệu khác, cái tables ha. Tables là dùng cho cái từ chỉ các cái bảng nền, tức là cái bảng mà mình, cái base table mình lưu trữ vật lý ở trong cái DBMS luôn. Còn cái view thì chính là cái thông tin mình được suy ra từ đó, thôi nó sẽ không được lưu trữ vật lý. Ở đây là view, nó sẽ là kết quả trả về của một cái câu truy vấn. Này, mình coi minh họa ha. Giả sử mình muốn định nghĩa một cái bảng works on khác. Bảng works on gốc của mình chỉ có mã số nhân viên, mã số dự án và số giờ làm việc thôi. Giờ tôi cần cái bảng works on khác ha. Có thông tin mà nó giàu ngữ nghĩa hơn. Create view ha, works on new. Là nhân viên thì theo mình tên nhân viên ha, tại vì mã số mình nhìn cái tên nó dễ hơn ha. Tên nhân viên nè, rồi tên dự án nè, số giờ làm việc nè. Rồi cái câu truy vấn thì mình ghép ba cái bảng employee project to works on lại, điều kiện là ESN bằng với lại SN rồi bên ngô bằng cho bên number. Như vậy là câu select này mình sẽ trả về câu thông tin tên nhân viên, tên dự án mà nhân viên đã làm việc và tổng số giờ làm việc cho cái dự án đó, thay vì các cái mã số như là cái bảng works on cũ. Thì cái view này á, nó chỉ là một cái bảng là bảng tạm, bảng ảo, bảng tạm chứ kết quả còn trả về câu truy vấn này thôi. Mình không hề lưu trữ vật lý, tức là DBS nó không hề lưu trữ những cái bảng thật sự ở dưới đó ha, có dữ liệu như là trong cái câu truy vấn này. Mà khi nào mình cần sử dụng cái view này thì cái câu truy vấn này mới được thực thi và nó tạo ra cái bảng tạm chứa cái dữ liệu trong cái view này. Rồi cái điểm rồi, nhưng mà tuy nhiên view mình vẫn có thể xem, nó vẫn tham gia vào các câu truy vấn khác như một cái bảng bình thường. Sau khi mình định nghĩa cái view có thông tin như mình mô tả thế này, tức là có tên nhân viên, tên dự án và số giờ, thì mới thực hiện các câu truy vấn bình thường ha. Ví dụ như select f name, last name ha, tức là lấy tên họ trong cái bảng works on new này với điều kiện là cái mã số, cái tên dự án có tên như thế này, thì này ha. Như vậy là cái view vẫn tham gia vào công lệnh select, công lệnh query, công lệnh select bình thường như các cái bảng. Nếu không cần view nữa, mình dùng câu lệnh drop view thôi. Rồi, như vậy view thực chất là kết quả, nó sẽ là cái bảng giống như bằng các bạn tạo bản tạm để lưu trữ kết quả trả về của cái công truy vấn. Và mình có thể sử dụng cái view này vào một công truy vấn khác bình thường. Còn update trên cái view, rồi cái việc cập nhật trên một cái view, nhắc lại cái view mình thực sự là nó không có lưu trữ dữ liệu gì hết ha, nó sẽ là suy ra từ các cái bảng khác, cho nên cái việc cập nhật dữ liệu trên view rất rất hạn chế. Người chỉ hỗ trợ cập nhật trên cái view và cái view này được định nghĩa trong một cái bảng duy nhất thôi, và nó và không có bất kỳ cái hàm kết hợp nào. Ví dụ như mình tạo cái view mới là employee, new employee, chỉ chứa là mã số nhân viên, tên nhân viên, chỉ chứa cái thông tin liên quan đến trong bảng nhân viên thôi, thì lúc nào mình có thể cập nhật trên cái view new employee này, cập nhật tên của nhân viên thôi chẳng hạn, như vậy ha, ví dụ tên Smith thành John Smith chẳng hạn, ví dụ gì đi ha, mà gì đó. Thì như vậy là mình chỉ được phép cập nhật khi cái view này được xuất phát từ một bảng và không có cái hàm kết hợp nào trong cái view này hết, tức là không có cao sum min max trên cái view này được. Tại vì các cái hàm, giá trị của cái hàm cao sum min max này là mình được tính toán, nó là giá trị dẫn xuất luôn mà, nó được tính toán từ cái bảng nền, kêu đếm số nhân viên, trả về số nhân viên trong từng phòng ban,
không, đếm số nhân viên xong trở về là mình là 5 nhân viên, thì mình không thể nào cập nhật cái số 5 này thành số 6, số 7 được. Tại vì cập nhật thì sẽ không khớp với cái dữ liệu thực tế của mình ha, dữ liệu thực tế của mình có 5 hàng mà cập nhật 16 hàng thì đâu ra, đúng không? Cho nên là nếu có hàng tính toán thì cái view nào thì cái view đó sẽ không được phép cập nhật trên view đó. Rồi cái view mà phải kết hợp nhiều bảng, ví dụ như cái view này, thì cái việc cho phép cập nhật cho cái view works on này hay không, nó tùy thuộc vào DBMS sao không trả lời được ha, tức là tùy thuộc vào DBMS nó có hỗ trợ. Nhưng về cơ bản ví dụ cái view đơn giản, cái view works on view này thì có thể cho phép cập nhật được. Ví dụ như mình đổi tên cái nhân viên là last name, cái nhân viên đổi tên cái mã số dự án, ví dụ như nhân viên John Smith đi ha, làm việc cho cái dự án tên là Sina gì đi, ví dụ như vậy đi ha, thì có thể là đổi là nhân viên John Smith này đổi tên dự án mà nhân viên đó làm việc thành một cái dự án ABC nào đó chẳng hạn như vậy vẫn được, hoặc là cập nhật số giờ làm việc vẫn được. Tức là trong trường hợp cái view mà chỉ bao gồm cái phép John, các cái bảng hàng và chỉ bao gồm các phép tròn, không có cái điều kiện gì khác, thì đa số thì vẫn có thể mình cập nhật được. Còn cái việc quyết định là cái phép tròn, cái DBMS, cái view đó mà có xuất hiện phép tròn có cập nhật được hay không thì do cái DBMS quyết định ha. Nói chung là nếu các bạn cập nhật mà nó không ảnh mình thấy cập nhật mà nó không ảnh hưởng tới cái bảng các cái ràng buộc bên dưới, cái bảng bên dưới, cái bảng nền á, thì nó cho phép hết. Nói tóm lại việc cập nhật trên view rất là hạn chế, tại vì thực chất nó chính là cái kết quả suy ra từ các bảng nền bên dưới. Ủa cô vậy thì trong trường hợp nó cho phép cập nhật đó cô, tức là chẳng hạn như là em cái view của em ấy, nó chỉ chứa dữ liệu trong cái bảng employee, nó không có join, nó không có liên quan đến cái bảng nào khác không, thì cái việc cập nhật trên view nó có cập nhật xuống dưới cái bảng gốc, cái bảng nền không cô? Đúng đúng đúng, ý là cô nói là cho phép cập nhật, tức là cập nhật bên dưới bảng gốc bên dưới á, chứ cập nhật bên view đâu có ý nghĩa, là tại vì thực chất là sau cái sau khi mình sử dụng cái view đó xong thì nó cũng bị xóa đi, nó là bảng tặng thôi mà. Nhưng mà ý cập nhật ở đây là cập nhật bảng nền bên dưới á, tức là thông qua cái view mà là cập nhật cái bảng gốc bên dưới. Cái việc đó rất là hạn chế ha, chỉ trong trường hợp như em nói là cái bảng mình chỉ có trên bảng employee, thông tin trên cái bảng employee thôi, à, một bảng employee, và trong cái bảng employee nó không sử dụng hàm thao, xong cái view nó không sử dụng hàm thao, xong min max nào hết. Nhưng như đó cô là cái góc nhìn. Thì... Nói đi. Vậy thì nếu như mà mỗi mỗi lần mình chạy view là nó lại phải chạy lại từ câu select ấy, chứ nó không có chạy một lần xong nó cất nó bỏ vào bảng tạm mà cứ thế nó xài cho đến hết phiên. Không không không, tại vì cái bảng gốc em cập nhật thì sao? Đúng không? Mỗi lần em xài cái view thì nó mới chạy là câu tin vấn, nó lấy lại cái bảng gốc ra, lấy được cái bảng nền ra. Chứ em luôn cái bảng tạm ở đây, rồi dù cái bảng nền của em, bảng gốc employee của em có sự thay đổi, em thay đổi nhân viên, thay đổi gì đó, thì lúc này cái view của em nó còn đúng nữa, đúng không? Đó, giờ bằng cho nên là mình không có luôn cái bảng tạm đó ha. Mỗi lần xài mình mới thực hiện cái câu tin vấn đó. Như vậy nếu cái câu select như đây nè, như câu select app name là các name from box on view, như vậy khi thực hiện câu select này thì trước tiên nó sẽ thực hiện câu select ở trên phía trên tạo view, đó, tạo view, tạo ra cái view đó rồi mới thực hiện cái câu tư vấn này. Như vậy nó về cơ bản thì để thực hiện câu tư vấn ở dưới đây thì phải thực hiện hai câu tư vấn ha, một câu tư vấn tạo view, một câu tư vấn lấy dữ liệu theo yêu cầu. Rồi tiếp theo là cái câu lệnh liên quan tới DCL, tức là ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Điều khiển ở đây thì liên quan tới việc quản lý rồi bảo mật cái dữ liệu của mình ha, như commit, liên quan tới việc quản lý các cái transaction, các cái giao tác hiện nay, commit, rollback ha. Thì cái các câu lệnh này mình sẽ được trình bày trong chương chính, nhiều hơn. Grant là gán quyền, rồi reward là thu hồi quyền. Thì đây có cơ bản giới thiệu cái này cho xem sang chương trình giới thiệu lại ha. Ở đây nó ngắn gọn, tức là grant là gán cái quyền, reward là thu hồi lại quyền. Bây giờ mình liên quan tới việc là mình tạo user, mình tạo các cái user trong cái database của mình, create user ha. Sau đó mình gán cái user này được phép làm gì trên đối tượng nào, dữ liệu nào.
cái phần này hả? Rồi cái phần này sẽ được trình bày trong chương chương chín nói sau đi, cái này sẽ lặp lại chương chín nói lại là tại tùy năm ha. Rồi mình bỏ qua cái phần này đi. À, mình qua luôn cái ví dụ đi. Rồi. Mình sẽ làm thử một vài ví dụ trên lớp đây ha. Phone mất rồi. Vậy. Mình ví dụ các cái câu truy vấn đi. À, khoan là các bạn giải lao chút xíu đi, khoảng 10 phút đi nha. Rồi.